rồi ha. Rồi mình thấy tiếp lộ phường 10 quận 11.
đường mình phụng ha.
cây gõ này. Một cái bên có cái đình chùa. Phía bên có cái đình Tiên Hội Quán nữa. Tiên Hội Quán. Trái cho Hồng Giang.
trên đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là 5 giờ. Thank you.
bay đâu mọi người. Hôm nay nó xây xong rồi, dời vô mấy cái chợ tạm rồi kia. Chưa có dọn nữa đâu. Ok, tới chợ ha, dừng cái tôi nè. Camera với cái gì? Tới chợ Bình Tây ha. 5 giờ. Ở đây gửi xe tới 6 giờ là nghỉ nè. Đi lẹ riết ra. Ở trên mạng thì nó ghi giờ hoạt động là được tới 7 giờ. Nhưng mà ở đây gửi xe tới 6 giờ là nghỉ rồi. Chờ sửa lại thôi, xem rồi nó sao. Mình đẹp ha, rộng rãi. Quách Đàm Thông Hiệp 1863-1927. Ông có công xây dựng lên ngôi chợ này nè. Có cá nhưng mà cá không được nhiều. Đây, 5:05. Chợ này có 2 tầng, tầng trệt và tầng trên lầu, 2 tầng. Một, hai, ba, bốn mặt chợ.
Hình như là tới năm nay là cái ngôi chợ này nó được 90 năm tuổi ha. Chưa được 100 tuổi. Đây là cũng là ngôi chợ sỉ á. Nhiều quá ha, phía trước phía sau trên lầu dưới đất. Giờ ta nghỉ hết rồi, ta về hết rồi. Đi toàn là giờ thiên không, đi tới giờ ta nghỉ ta đóng sạp hết rồi đi. Trang sức ngành dao kéo trang sức ai bán sỉ mà đũa ô vuông sạp sang sạp. Quầy trang sức, quầy son nồi, hàng ăn với chiêu. Lên lầu thử ra. Hóa mỹ phẩm. Bao lì xì rồi. Nhỏ quá ha ta. Mỗi quầy có chút chiếu. Dưới bán nón, nón bao tay hữu trang này. Gửi hàng về tỉnh. Mỹ phẩm không biết vào cái bao nào thì thường khăn.
quần áo cũng có luôn, áo gió, khẩu trang, áo khoác. Quần lễ may sẵn, quần áo sẵn. Trong kia nhỏ 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 khúc 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 em mà về chứ. Đây có cái hầu thang đi xuống này. Này chắc hồi lúc ở đầu chợ đi xuống đây quá. Mà nhìn một ô gian hàng này thấy thấy bé bé ha. Cho thuê sạc đẹp quá. Ô này có khúng khúng à. Hết rồi. Nó nhiều gian nhưng mà mỗi gian có khúng khúng à. Bên kia làm gì không biết ha. Biết bên đó có gì vậy? Này mé hông nãy chạy xuống á. Hông nó rất là nhiều nhưng mà ha. Nó khúm khúm gì không mà. Mình bánh kẹo. Biết bao nhiêu gian mà nói ra. 1248, 1250, 1000 mấy rồi, 101. Để cuối cùng coi thời gian thứ bao nhiêu. Cho thuê sạp. Gần 264 gian. Cái cửa này nó gắt mà vào đâu. Bánh kẹo. Ủa đâu? Còn 284 luôn nữa nè. Ôi, bên đây là 13 mấy luôn. 1376 nữa. Rồi 1420 luôn. Thôi vậy là nhiều lắm. Cái này vậy đi ha. Chợ nào cũng có nhà hàng nào uống, bán cho mấy người tiểu thương đây. Xuyên dãy này, xuống túc phía dưới là nhà hàng ăn.
giày dép, quần áo, bánh kẹo, trang sức. Bán cái món gì luôn. Có coi chị đó, chị bán món gì ăn với nước cốt à, chấm chú nướng vậy đó. Chấm chú nướng. Trứng gà, cầm nguyên gỏi trứng gà bán. Túi xách bên kia. Chỗ này bị khóa rồi. Coi chừng mình đi này, bên đây là túi xách, giày, bắt ta. Tôi đi ra ngõ nào? Đi lên đây chắc. Quanh ly nữa nè. Đủ kiểu hết. Ờ, có hoa giả nữa nè. Ba lô. Rồi ra, ra lại chợ giải nữa kìa, có bán giải chi mai nữa đó. Đi buổi chiều mắc mẻ mà không có làm sao lên được cái ủ lên đó với tiếng tàu không. Mình đi tùm lum á, mình không biết là mình đi cái gian nào với cái gian nào. Giày dép, quần áo, nón nải, khẩu trang. Cây kia nó bị chết rồi, chết quéo luôn. Sao mấy cây còn có một cây bên đây, một cây đây, cây bên đây sống, hai cây đây đều chết queo rồi. Bốn góc đều có cọc lôi ha. Rồi thôi, tham quan như đây được rồi ha. Nhiều quá mình cũng không biết đường đi. Nè, sơ đồ nè, quần áo, bách hóa, bánh kẹo à, quần áo là cái gian màu xanh dương, bách hóa là gian màu xanh trời nè, bánh kẹo là gian màu đỏ. 3, 4 đấy, sơ đồ chợ họ 1.400 ý, tổng cộng là 1.437 gian.
1437 gian. Rồi, tiếp không? 1437 gian. Phân bổ theo bốn mặt tiền. Trái giữa trái. Tay rồi mình lần cuối trời nhiều khách nước ngoài tham quan lắm á. À, mình đi buổi chiều mình không bao gặp, chứ đi buổi sáng hoặc là những ngày cuối tuần á là sẽ bắt gặp Tây tới đây chợ tham quan nhiều lắm, chợ nổi tiếng mà. Ok, hai dừng video đây.